Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio kiếm hiệp thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 384 của bộ truyện tiên hiệp Đế Tôn Tác giả Thạch Trư qua giọng thể hiện của Khánh Duy Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây lúc bây giờ bên trên đại la thiên giang nam thu hồi ánh mắt lắc đầu nói nếu ta không tế ra đại la thiên ngăn trở dư ba công kích của hai người một mình để lân đạo huynh cũng không ngăn cản được thời đại tiên đạo đã sớm bị tiêu diệt một nửa không cảm kích thì thôi còn nói ta thả người công kích sao các đạo quân trên đại la thiên đưa mắt nhìn nhau không dám nhiều lời sắc mặt của giang nam khôi phục như thường nói thôi đừng để ý tới hắn ta áp lực tương lai của các ngươi thật lớn nếu trong tương lai có kiếp số sẽ nắm lấy đạo quân thiên quân khai đao các ngươi gia tăng tu luyện đi miễn cho tương lai gặp nạn trong thiên môn các đạo quân nhíu mày mà vạn tượng đạo tổ cũng lộ ra vẻ ma khí ma tính thâm trầm vô cùng vui vẻ hồng đạo nhân quân đạo nhân lướt nhau nói phụ thần lấy đạo quân thiên quân khai đao như vậy những người khác tỷ như tiên vương tiên quân còn có chúng sinh trong tiên giới thì sao đây hey, đại kiếp nạn trước mắt mỗi người chúng ta đều là chúng sinh cả giang nam liếc sang nhìn giang tuyết sau đó lại thu hồi ánh mắt nói đừng nói thiên quân đạo quân mặc dù là thiên tôn mặc dù là thanh lên tiên tôn đã chứng được nguyên thủy hồng mông cũng chỉ là một thành viên trong chúng sinh tận lực dễ dúa muốn sinh tồn mà thôi trong lòng mọi người nghiêm túc thiên quân đạo quân cao cao tại thượng bậc nào ở trong mắt người phàm chuyện gì họ cũng làm được tối cao vô cùng mà thiên tôn ở trong mắt thiên quân đạo quân cũng là cao nhất không nghĩ tới giang nam lại nói họ cũng là chúng sinh tận lực dễ dụa muốn sống trận kiếp số lần này rút cục lớn bao nhiêu đây giang tuyết lại có cảm xúc khác mỗi người đều là chúng sinh lời này là lời của nàng nói cho giang nam năm xưa tại thần giới không nghĩ tới Giang Nam cũng nhắc lại Làm cho nội tâm của nàng có thật nhiều mùi vị cảm xúc Người nào có thể nhảy ra trận kiếp số này đây Giang tuyết tình lẩm bẩm nói Nguyên thủy vô kiếp Có thể nhảy ra kiếp số Chỉ có nguyên thủy Giang Nam nói Hồng mông của thanh liên tiên tôn Chứng nguyên thủy Nguyên thần của đế lân chứng nguyên thủy Thân thể đạo không chứng nguyên thủy Đều là chứng đạo khoảng cách nguyên thủy chân chính kém xa vạn dặm bởi vậy bọn hắn cũng nằm trong kiếp số này không thể thoát ra ngoài được còn có vô cực thiên tôn tịch diệt đạo nhân nguyên mẫu điện chú nam quách tiên ông kể cả ta cũng nằm trong tai kiếp này mọi người hoảng sợ sau một lúc lâu định quang ma đế khom người nói thiên tôn trận kiếp số này rút cục là từ đâu mà tới vậy vì sao lại dựng lên đây giang nam trầm mặc một lát, lắc đầu nói: ta cũng không biết được, tuy nhiên tóm lại có một tuyến sinh cơ. cho dù không có sinh cơ, cũng phải tạo ra sinh cơ. tu vì thực lực của các ngươi càng mạnh, cơ hội sống còn trong tương lai càng lớn hơn. lúc bấy giờ quân đạo nhân muốn nói lại thôi, do dự một chút mới lên tiếng. thời đại tiên đáo có nhiều sinh linh như vậy, chẳng lẽ phụ thần muốn ngồi xem bọn họ táng thân trong kiếp hay sao? Giang Nam nhìn hắn nói Ta đã nói với người cái gì gọi là thần Thần là bao che Bao che cho sinh linh Chiêm ngưỡng phụng dưỡng thần Đối với thần mà nói Người phụng dưỡng sùng kính mình Mới là chúng sinh hắn cần bảo hộ Quân đạo nhân lộ ra vẻ không đành lòng Vậy còn những người khác thì Không bái ta Thì không phải chúng sinh của ta Có quan hệ gì với ta đâu Giang Nam lạnh nhạt nói các người mới là chúng sinh của ta Tam giới mới là chúng sinh của ta Quân đạo nhân trầm mặc Mà trong lúc này bên trong đạo quân điện Vô cực thiên tôn cười nói Đạo không thiên tôn Ngươi không cần uể oái Thanh lên thiên tôn có thể thắng ngươi Tự nhiên là có bản lĩnh của hắn ta Năm đó hắn luận đạo với ngươi Hơn phân nửa còn lưu lại một tay Chủ lực hỗn độn cổ thần bộ tộc Không mất đi Tương lai còn nhiều triển vọng Đạo không lắc đầu nói Thật sự không phải hắn lưu lại một tay Mà là ta xác thực không bằng được hắn ta Hắn mượn trí tuệ vô số sinh linh Thời đại tiên đạo Tạo ra đại đạo cùng đạo quả của mình Mà đạo quân quả vị đại điện của ta Lại mượn đạo quân mà hoàn thiện hỗn độn đại đạo Chỉ tính theo lượng mà nói Ta đã kém hơn hắn một bậc rồi Bại trong tay hắn cũng không tính là oan uống Chỉ là cổ thần bộ tộc của ta Đã không còn nơi cư trú Không khỏi có chút ta nát có lòng thôi ở bên dưới hắn nhóm cổ thần linh nữ đại diễn vẻ mặt ảm đạm tịch diệt kiếp của cổ thần chưa bùng nổ thế nhưng cổ thần thời đại cũng đã vĩnh viễn đi xa nếu năm xưa không luận đạo giao kết với đế cùng tôn sao lại có hôm nay đây vô cực thiên tôn cười nói trừ vị cổ thần đạo hữu yên tâm chỉ cần tiêu diệt tiên đạo thời đại các người lại khai mở một thời đại thuộc về mình lần nữa là được rồi đạo không lắc đầu thở dài nói Thanh Liên cùng Diệp Lân mạnh mẽ cỡ nào Sẽ không cho chúng ta cơ hội hủy diệt thời đại tiên đạo Nếu không giết được đế cùng tôn Thời đại tiên đạo sẽ không thể giết Đại tiên tôn Người có cái sách nào hay không Vô cực thiên tôn cười ha ha Lấy ra ngân chắc Công kích Thanh Liên vừa rồi nói Đây là vô cực đạo chắc của ta Vô cực đạo chắc Đặc biệt chế tạo khắc chế thiên đạo thời đại Tụ tập nhân quả 22 thời đại tiền sứ mặt khác còn có nhân quá hỗn độn cổ thần thầy đái cùng thời đại tiên đạo cất chứa ở bên trong đạo nhân quả này bao phủ cả tiên giới đem nhân quả 24 thời đại thúc giục đủ làm cho tiên đạo thầy đái lâm vào bên trong nhân quả rối loạn đạo không lộ ra vẻ tò mò hỏi đại thiên tôn là thiên tôn nguyên thiên thầy đái dùng cái gì có thể đem nhân quả nguyên thiên thầy đái cùng nguyên đạo thầy đái đưa vào đại đạo của mình luyện thành vô cực đạo chắc đấy Vô cực thiên tôn cười ha ha Không khỏi đắc ý nói Mỗi thời đại nhân quá Khó có thể giải quyết Căn cốt bởi thiên địa Diệt sạch còn chưa hoàn toàn Vẫn luôn có chút người sinh tồn đi xuống Tránh thoát được địch diệt kiếp của thiên địa Những người còn sống Chính là nhân quả chưa bị giết Chỉ bằng toàn bộ chết hết Mới có thể trả lại nhân quả cho thiên địa Bọn họ không chết đi Nhân quả vẫn còn Đạo không cùng các đạo quân đều gật đầu Đạo quân điện là địa phương tụ tập toàn bộ Những người mạnh nhất các thời đại Tụ tập thật nhiều đạo quân Đào thoát khỏi tịch diệt kiếp các thời đại Ngoại trừ đạo quân điện Còn có vô nhân cấm khu Cũng là nơi đạo quân tụ tập Vô nhân cấm khu là nơi ở Của những đạo quân đã chuyển kiếp sống lại Vô cực thiên tôn cười nói Đạo chắc của ta có thể thúc giúp vừa rồi đánh thanh liên chỉ là một phần nhỏ mà thôi nếu ta hoàn toàn thúc giục sẽ đem tịch diệt kiếp 22 thể đại tái hiến, gợi lên 22 lần tịch diệt kiếp phá hủy thời đại tiên đạo đến lúc đó người đứng trước đạo quân điện nhìn lại thời gian đã qua sẽ chứng kiến từng trận cướp ba cuồn cuộn cực điểm giống như sóng to từng đợt cơn sóng nối tiếp nhau vọt thẳng tới tiên đạo thể đại vô cùng đồ số. Thật nhiều đạo quân vô cùng tán thưởng, bội phục đến cực điểm. Vô cực thiên tôn, không hổ là người đứng đầu đạo quân điện, lại có thể dùng bảo vật không thể tưởng tượng nổi này phá giải thời đại tiên đạo. Thủ đoạn cao cường làm cho bọn họ bội phục sát đất. Đột nhiên, luân hồi đạo tôn trầm giọng nói: Đại thiên tôn, đạo tôn trong đạo quân điện phần nhiều là cường giả tiên sử thời đại. Nếu kiếp số tới, đạo quân Điện sắc mặt các đạo quân không khỏi ngưng trọng, chợt dùng mình. Cảnh tượng kia tuyệt đối là vô cùng khủng bố, sẽ đem cả đạo quân điện mai một, không còn ai may mắn tồn tại. Các người yên tâm, ta không phải không lo lắng tới điểm này. Vô cực thiên tôn cười nói, tịch diệt đạo nhân trải qua từng trận tịch diệt kiếp, thu nhập dư ba tịch diệt kiếp, luyện chế thành tịch diệt thiên luân, bởi vậy vô cực đạo trác của ta có khả năng đưa tới tịch diệt kiếp cũng không hoàn chỉnh Ta gỡ lên tịch diệt kiếp, phá hủy thời đại tiên đạo xong, kiếp ba sẽ thối lui, không ảnh hưởng tới đạo quân điển. Vô cực thiên tôn tung tung ngân chắc thản nhiên nói: "Hơn nữa vô cực đạo chắc của ta chất chứa nhân quá 24 thời đại, dù sao người còn sống sót cũng không còn bao nhiêu, bởi vậy quy tắc khổng lồ nhất là nhân quả tiên đạo thời đại. Trước võng nhân quả của ta đã bao phủ cả tiên đạo thời đại sau khi phá hủy vô cực đạo chắc xong cũng sẽ vỡ vốn kiếp ba sẽ lùi bước toàn bộ sinh linh trong tiên đạo kể cả đạo quân sẽ ứng kiếp chết hết đi nhiều nhất chỉ có đế cùng tôn sống sót thôi khi đó chư vị liên thủ cùng ta giết đế tôn ta cũng viên mãn nhân quả đại đạo chứng được tới cuối thế nhưng chỉ một mình ta cũng khó có thể thúc giục bảo vật này còn cần chư vị đạo hữu tương trợ ta đạo không trầm giọng nói sau khi đại tiên tôn hủy diệt thời đại tiên đạo, đừng quên mở lại cổ thần thời đại mới. Ồ, oh, đây là tự nhiên rồi. Đạo Không đứng dậy, các đạo quân cũng đứng lên cười nói. Được, chúng ta cũng muốn chiêm ngưỡng một chút xem uy lực của vô cực đạo chắc ra sao. Trước đạo quân điện, vô cực tiên tôn xuất lĩnh 14 đạo tôn, đạo Không tiên tôn xuất lĩnh 48 đạo quân cùng không ít thiên quân. Đạo quân Thiên quân dưới chứng Đạo Không cũng không hoàn toàn là hỗn độn cổ thần, vẫn còn một nhóm lớn cường giả tiên giới, bởi vì kính ngưỡng Đạo Không nên mới bái và làm môn hạ tu hành hỗn độn đại đạo. Thiên Phi Đạo Tôn đứng phía xa, quay đầu nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Thiên Phi Đạo Tôn, hôm nay Thiên Tôn sắp thi chiến, thủ đoạn nghịch thiên, thể hiện ra uy lực khôn cùng, người cũng tới tương trợ thôi. Một nữ đạo tôn đạo quân điện cười nói: thiên phi đạo tôn lắc đầu không để ý tới cửu tư đạo tôn cười nói không cần để ý tới nàng nàng luôn lạnh băng như vậy khăng khăng muốn chờ đợi một người vĩnh viễn sẽ không trở về thiên phi đạo tôn dậm chân nói hắn sẽ trở lại cửu tư cười ha ha cũng không để ý tới nàng nhìn vô cực thiên tôn nói đại thiên tôn xin hãy tế lên vô cực đạo trác này để cho chúng ta kiến thức một phen Vô cực thiên tôn tâm niệm vừa động Chỉ thấy vô cực đạo trác bay lên không Đạo trác chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Như làm từ ngân quang Bên trong lại là một mảnh tối đen như hắc động Hắn cười nói Vì luyện chế đạo trác này Tiêu phí không biết bao nhiêu thời gian của ta Từ khi ta lĩnh ngộ nhân quả vô cực Tìm hiểu ra nhân quả tiên thiên liền bắt đầu tế luyện đạo trác này Mà nhân quả tiên thiên Còn ở nguyên thiên thời đái Lúc tiến vào đạo quân điến Tính ra đã là 19 thời đại Vẫn hơn của thần thời đại của đạo không thiên tôn Đã có 22 thời đại Hắn thuần thức không thôi Mà những đạo tôn, đạo quân, thiên quân đều giật mình Từ nguyên thiên thời đại đã bắt đầu tiến luyện bảo vật Cho tới bây giờ mới hoàn thành Cần bao nhiêu người lực cùng kiên nhẫn đây Đạo tâm kiên cường như thế này Khủng bố dữ dội thế nào đây Thẳng tới khi đế cùng tôn Đi tới vũ trụ này Mở ra tiên đạo Ta mới biết cơ hội chính đạo của mình đã tới Cũng biết cơ hội luyện thành đạo chắc ở chỗ nào Vô cực thiên tôn thúc giục đạo trác Chỉ thấy pháp bảo càng lúc càng lớn Bất chi bất giác đã lớn đến vài trăm vạn dặm Vẫn đang không ngừng bành trướng Dần dần cắt nhập vào giữa không trung của thời đại tiên đạo Hắn lên tiếng nói Đạo trác của ta có thể luyện thành còn nhờ đế tôn cùng nhau chứng được nguyên thủy. Tuy rằng trong mắt của ta nguyên thủy chân chính vẫn còn con đường thật dài cần đi tới, thế nhưng đã cường đáy chưa từng có từ trước tới nay, đem tồn tại như vậy đưa vào nhân quả của ta, tự nhiên sẽ tương trợ nhân quả đại đạo cho ta. Nhân quả đại đáo được đến tiến bộ luyện chế đạo chắc đương nhiên làm ít công lớn. bởi vậy trong nháy mắt hai người họ chứng đáo cũng là lúc vô cực đạo chắc của ta luyện thành. trong lúc nói chuyện đạo chắc đã lớn không thể tưởng tượng nổi bao phủ qua vô số lãnh thổ quốc gia, trong đó đủ chen vào mấy trăm vạn ngân hà tinh hệ, mà đạo chắc cũng đã lớn không thể tưởng tượng. Nhân quả liên quang thuần tí đan vào, kéo dài triệu triệu vạn lý. Vô cực đạo chắc nhìn như cắt nhập tiên đạo vũ trụ, thế nhưng cũng không cắt nhập không gian, mà là xuyên qua thời gian, không ngừng hướng quá khứ tiên đạo thời đại cắt tới, muốn thông suốt lịch sử ngàn xưa. Uy lực của đạo chắc cũng không phải thực sự can thiệp vào không gian, mà là liên tiếp quá khứ đem kiếp ba tịch diệt kiếp của các thời đại dẫn đường đi tới trong thời đại tiên đạo trước đạo quân điện thật nhiều đạo quân đạo tôn cùng thiên quân nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng này trong lòng chỉ còn lại rung động mặc dù là đạo không thiên tôn cũng không nhịn được vài phần bội phục chỉ thấy lúc này vô cực đạo trác đã cắt vào trong hai tỷ tám triệu năm lịch sử của thời đại tiên đạo bắt đầu cắt nhập vào thời đại cổ thần hơn 1 tỷ năm bị đạo trác thông suốt đi qua. Đạo trác rút cục cắt nhập vào trong tịch diệt kiếp của thời đại chú đạo. Đạo trác dọc theo thời gian mà đi không hề xuất hiện ở bất kỳ không trung thời đại nào. Giống như đứng tại thời gian trường hà nhìn chuyện xảy ra trong quá khứ không thể tiến vào thời gian đã qua cũng không thay đổi được những chuyện đã phát sinh trong dĩ vãng. Vì sao ta luyện thành hình dạng này? Bởi vì nó là vòng tròn, hoàn toàn là một vòng nhân quả vô cực thiên tôn thúc giục vô cực đạo trác tiếp tục bao phủ về thời đại cổ xưa hắn thản nhiên nói thông qua nó ta có thể đem tịch diệt kiếp do nhân quả hình thành qua các thời đại gợi lên kéo vào trong tiên đạo thời đại sau đó lại dẫn đường cho tịch diệt kiếp quay về thời đại tiền sử mà ta sẽ không bị liên lụy vào kiếp số ngược lại có thể dùng hành động này đi tới trung cực đại đáo nhưng liên đại càng cổ xưa càng khó có thể gợi lên lấy thực lực của ta chỉ có thể thông qua tịch diệt kiếp từ thiên đạo thời đại tới bây giờ mà muốn đem kiếp ba tịch diệt kiếp từ nguyên đạo thời đại dẫn đường tới tiên đạo thời đại thì cần các vị giúp ta một tay bất chi bất giác vô cực đạo chắc đã cắt tới thời đại ma đạo yêu đạo đạo thần nhân đạo hồn đạo cự linh sa môn thánh đạo huyết tộc vô cực thiên tôn dần dần cảm giác được thật cố hết sức sắc mặt ngưng trọng không còn thoải mái như lúc trước nữa chỉ thấy vô cực đạo trác lại tiếp tục đi về hướng thời đại cổ xưa lần lượt đem tịch diệt kiếp thời đại thú đạo khô lỗi tam nhãn thiên đạo thông suốt nhau hình thành một vòng tròn lớn tuần hoàn đến thời đại tiên đạo lại từ tiên đạo về tới tiền sử đi tới thiên đạo thời đại pháp lực vô cực thiên tôn đã đạt tới cuối vô lực tiếp tục thúc giục đạo trác càng kéo dài về thời đại cổ xưa hơn trừ vị đạo hữu mời giúp ta một tay Lúc này từng thiên quân đạo quân đạo tôn lần lượt đem pháp lực của mình đánh vào trong đạo trác uy lực đạo trác nhất thời tăng vọt tiếp tục hướng thời đại tiền sử đột phá không qua bao lâu linh bảo thời đại bị đột phá vô cực đạo trác tiến vào xiển đạo sau đó là huyền đạo thời đại nguyên diệt thời đại cho tới khi đi tới nguyên thiên thời đại các đạo tôn thiên quân đạo quân đều lộ ra vẻ đã cố hết sức bọn họ dốc sức thêm lần nữa làm cho vô cực đạo trác kéo dài tới nguyên khởi thời đại Cuối cùng đã vô năng vi lực Không cách nào tiến thêm được một bước nữa Đạo không đạo hữu Vô cực thiên tôn cao giọng nói Đạo không tiến lên Linh quang tràn ngập Đột nhiên linh quang vô cùng vô tận Tràn vào trong vô cực đạo trác Hắn đã chứng đạo nguyên thủy Chứng được đại đạo của mình Pháp lực cùng bạo khôn cùng Không thua kém vô cực thiên tôn Có hắn tương trợ nhất thời Đạo trác tiếp tục chứng lên Âm ầm, ầm xuyên thủng nguyên đạo thời đại liên thông tịch diệt kiếp. Vô cực thiên tôn nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vỗ xuống, chỉ thấy đạo chắc bay về hướng thời đại tiên đạo. Thời đại tiên đạo, thời gian còn đang chưa qua, đạo chắc chỉ xuất hiện trong thời gian mà không xuất hiện trong không gian. Chỉ thấy đạo chắc ong lên một tiếng đã cùng thời gian của thời đại tiên đạo tan ra chung một chỗ mà trong tiên đạo thời đại không người nào phát hiện được. Rất nhanh thôi, một đám tiền sử đạo quân chuyển kiếp tới tiên giới, trong thời đại tiên đáo sẽ hoảng sợ, cảm ứng được tịch diệt kiếp của mình đang chậm rãi đến gần. Thì nhưng bọn hắn lại vô năng vi lực. Vô cực thiên tôn ha ha cười nói, trước đạo quân điện, mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi khởi điểm thời không, chỗ vô cực đạo trác lên thông, tịch diệt kiếp khủng bố giống như sóng to ngập trời, dọc theo phương hướng đạo trác đã ập thẳng tới tiên giới tầng tầng kiếp ba tịch diệt kiếp giống như sóng to gió lớn không ngừng khởi động đầu tiên là chú đạo kiếp ba sau đó là ma đạo yêu đạo kiếp ba mà tầng sau cùng nguyên đạo kiếp ba đã càng cao vô cùng khổng lồ vô cùng khủng bố mà ở trước mặt kiếp ba hủy diệt hết thảy thời đại tiên đạo vẫn một mảnh yên lặng sinh linh các tộc bộ tộc đế quốc tiên sơn tiên phủ tiên thành thánh cảnh vẫn như ngày trước Luân hồi đạo tôn nhìn thấy kiếp ba tiền sử Không khỏi dùng mình Nếu như kiếp ba đi tới đạo quân điến Chỉ sợ chúng ta cũng không ngăn cản được Đạo quân điến Chúng ta sừng sững Ở cuối thời gian cùng không gian Cần lo lắng cái gì đấy Trọng hòa đạo tôn thản nhiên cười nói Thời đại tiên đạo hủy diệt Còn có thời đại khác sinh ra Luân hồi sư huynh yên tâm đi Kiếp ba không có khả năng Đi tới đạo quân điện được Đúng là như vậy, đạo huynh buồn lo vô cớ rồi. Mọi người cùng cười nói. Mà bên trên Đại La Thiên, thật nhiều thiên quân đạo quân đem Tam giới tế luyện thật lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng đem 33 Tam giới luyện thành pháp bảo cao Tam Xích mang về Đại La Thiên. Bảo tháp 33 tầng, tuy rằng chỉ cao Tam Xích, thế nhưng bên trong cất giấu từng tầng trời. Mỗi một tầng trời rộng lớn khôn cùng, bên trong sinh hoạt vô số sinh linh Tam giới. Đột nhiên vạn chú đạo quân khẽ nhíu mày Chỉ cảm thấy hết hồn Có một loại cảm giác điểm xấu Loại cảm giác này giống như tịch diệt kiếp Thuộc thời đại chú đạo ập tới Tràn ngập vẻ bất đắc dĩ cùng sợ hãi Không đúng Không đúng Tịch diệt kiếp thời đại chú đạo đã sớm đi qua rồi Nhưng thế nào ta lại đột nhiên Sinh ra loại cảm giác này được Hắn vừa nghĩ tới đây Thánh ma đạo quân sắc mặt kịch biến Thất thanh nói Thật kỳ quái Ta như thế nào lại cảm ứng được tịch diệt kiếp ma đạo thời đại đã tới vậy Băng liên thánh mẫu cũng thét to Ta cũng cảm ứng được tịch diệt kiếp thời đại yêu đạo Chỉ cảm thấy hết hồn Chỉ sợ sẽ vẫn lạc thôi Những đạo quân khác đưa mắt nhìn nhau Không qua bao lâu Quỷ Nhung, Lê Hoa, Thiên Hy, Viên Thái, Tương Khang, Trức Mẫu Đều thay đổi sắc mặt Thất thanh kinh hô Mặc dù là vạn tượng đạo tổ cũng thất sắc trong lòng sợ hãi hắn thế nhưng cảm giác được chín tầng tịch diệt kiếp hắn chuyển kiếp chín lần chín lần thời đại tiền sử chín lần chính đạo cảm ứng được chín cỗ tịch diệt kiếp ngày trước thế nhưng chỉ có họ cảm ứng được tịch diệt chân chính mà hồng quân bỉ ngạn kế đô vân liên đều không có cảm giác được gì yên lắng kim quang vô biên xuất hiện hào quang vạn trường giang nam ngồi giữa kim quang gọi nhóm người vạn chú hỏi qua sau một lúc lâu hắn cũng nhíu mày thấp giọng nói Kỳ quái Như thế nào chỉ có đạo quân chuyển kiếp Mới có thể cảm ứng được Chân khí tịch diệt như vậy Chẳng lẽ là tịch diệt đạo nhân phá rối hay sao Trong nội cung thanh liên tiên tôn Càn nguyên tử hàm mông tốn Hướng thanh liên hỏi lại một phen Càn nguyên nói Nội tử cùng mông tốn cảm ứng được Tịch diệt kiếp tiền sứ đột kích đến Không biết phải làm sao bởi vậy mới tới đây hỏi sư tôn Thanh liên tiên tôn đứng dậy cửa lạnh nói Tất nhiên là do tịch diệt đạo nhân ngồi không yên Đi ra phá dối rồi Mưu toàn phát động tịch diệt kiếp Hủy diệt thời đại tiên đạo Hắn đây là tự tìm đường chết rồi Vì sư đi gặp đế lân Lên thú chu diệt tịch diệt Bên trong ma giới Đạo tạng đạo quân bước nhanh tới bên trong bí cảnh Chư thiên của tịch diệt đạo nhân xa xa chứng kiến hắn đang tu luyện vội vàng quỳ dạp dưới đất cao giọng nói lão già tha mạng lão già tha mạng đứng lên đi ta đã biết ý đồ đến của ngươi rồi tịch diệt đạo nhân mở mắt ra thanh âm tràn ngập vẻ từ khí tăng lão ngươi cảm ứng được tịch diệt kiếp không phải do ta dẫn động mà là một người khác hoàn toàn ngươi yên tâm ngươi còn chưa đến mức phải chết đâu đôi mắt tịch diệt mênh mông nói Thực lực của ta rất nhanh Sẽ đạt tới đỉnh phong Chưa từng có từ trước thế này Lời này của tịch diệt đạo nhân Cũng không khoa trương Hắn hiểu rõ tịch diệt vô cùng sâu sắc Thậm chí còn hơn cả Giang Nam Cảm ứng về tịch diệt Mẫn tệ hơn bất cứ người nào Giang Nam, Thanh Liên, Đế Lân Còn chưa từng cảm ứng được tịch diệt kiếp Các thời đại tiền sử lao tới Nhưng hắn đã cảm ứng được kiếp số Hơn nữa còn cảm ứng được Là 22 tịch diệt kiếp Hắn là sinh linh thời đại nguyên diệt Bên trong 22 tịch diệt kiếp trong lịch sử Có 19 lần hắn từng trải qua Còn có nguyên thiên, nguyên diệt Cùng nguyên đạo Thể đại là hắn chưa biết Hơn nữa nguyên diệt Thể đại Cùng huyền đạo Thể đại Tuy hắn từng trải qua thì nhưng lúc đó nghiên cứu tịch diệt đại đạo không sâu Khi đó còn chưa trở thành tịch diệt đạo nhân Hắn chân chính là chúa tể Của tịch diệt kiếp Thực tế chỉ có 17 lần Mà bây giờ hắn cảm ứng được 22 lần tịch diệt kiếp đang lao tới thời đại tiên đạo Nhất là huyền đạo, nguyên diệt, nguyên thiên, nguyên khởi Cùng thời đại nguyên đạo Như vậy càng có thể bù đắp thêm thiếu sót của hắn Mấu chốt nhất vẫn là tịch diệt kiếp của thời đại nguyên đạo Đó là một lần hạo kiếp ngập trời Ngay cả 200 tôn đạo quân của thời đại nguyên đạo Đều không ngăn cản được đại kiếp nạn Nhưng ảnh hưởng với hắn lại vô cùng trọng yếu Có thể giúp cho hắn giải thích được Hết thảy bắt nguồn từ thời đại nguyên đạo cùng tinh tí tinh hoa, tịch diệt đại đạo. 22 tịch diệt kiếp chưa đi vào tiên giới cũng đã làm cho thực lực của hắn tăng lên mãnh liệt, có thể nghĩ nếu 22 kiếp số toàn bộ đi tới, thực lực của hắn sẽ tăng lên kinh khủng cỡ nào, tuyệt đối vượt xa bất kỳ thời nào trong tiền sử. Trận đại kiếp nạn này đối với ta mà nói, đúng là mưa rầm đúng lúc cả à. Tịch diệt kiếp trung cực cũng không còn là hình tướng, là mông lung mà là tịch diệt kiếp trung cực chân chính rồi. Tịch diệt đạo nhân mở ra song trường, lầm bẩm nói. Thời đại tiên đáo, hết thảy thời đại đều sẽ tịch diệt. Từ sự thế này sinh linh chết trong tay ta. Ta cần các người sống lại, trợ giúp ta hoàn thành nghiệp lớn lần này. Tịch diệt tiên đáo. Đạo tạng đạo quân quỳ dạp dưới đất, ngẩng đầu, lén lút nhìn lên. Chỉ thấy sau lưng tịch diệt đạo nhân hiện lên một thân ảnh thật lớn, thân người tám xúc tu vô cùng sáng ngời xúc tu quanh thân tung bay vô số xúc tu tối đen huy vũ trong hư không đào trộm năng lượng tiên giới hấp thu năng lượng tịch diệt kiếp tiền sử đây chính là thân thể thần mẫu đạo quân thân thể thần mẫu chính là thần khí tạo hóa luyện chế từ đạo thần thời đại dùng vượt qua tịch diệt kiếp là chúng sinh thần đạo tạo hóa sau khi thần mẫu đạo quân bị giết sau đó bị tịch diệt đạo nhân cướp đoạt Hiện giờ trải qua tịch diệt tế luyện, uy lực tăng hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hiện tại chân khí tràn ngập, không kém tiên thiên chí bảo. Tịch diệt cũng không tinh thông tạo hóa, chỉ tinh thông tịch diệt, bởi vậy thần khí tạo hóa này đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Thân thể của thần mẫu vừa ra, ma cổ cũng xuất hiện. Ma cổ mang hình thái tịch diệt trung cực, giống như đại ma bàn, một mặt còn lại là vô số ma nhãn mà ở thân trống còn có vô số sinh linh vặn vẹo uốn néo bị xem như bức tranh vậy những sinh linh này đều chết trong tay tịch diệt đạo nhân bị hắn luyện nhập vào trong ma cổ chỉ thấy ma cổ càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều khuôn mặt sinh linh rậm rạp xuất hiện trên mặt trống trong đó có thật nhiều đạo quân thiên quân số lượng đông đảo làm ra đầu tê dại một đám thần hồn từ trong ma cổ bay lên gào thét rơi vào trong thân thể thần mẫu tịch diệt hét lớn một tiếng chỉ thấy năng lượng cuồn cuộn bắt đầu khởi động năng lượng tiên đạo thể đại cùng tịch diệt kiếp tiền sử khiến người kinh hãi rót vào trong thân thể thần mẫu làm bụng thần mẫu trướng lên bang một tiếng từng xúc tu không ngừng mấp máy sản sinh từng nhục cầu thật lớn xúc tu huy vũ khắp bầu trời không ngừng di động chỉ thấy nhục cầu càng ngày càng nhiều càng ngày càng rậm rạp xếp thành hàng trong đó tuyệt đại đa số nhục cầu tràn nhập chân khí thiên quân còn có một ít nhục cầu mơ hồ lộ ra chân khí khủng bố của đạo quân trong cơ thể thần mẫu càng nhiều xúc tu bay ra xỏ xuyên qua 99 tầng trời mà tịch diệt tạo nhân đã tạo ra liên tục đẻ trứng khắp các không gian sinh ra từng nhục noãn mang theo khí tức tiên quân tiên vương càng đáng sợ hơn chính là có chút nhục noãn thậm chí đã tiếp cận thiên tôn đó là khí tức của đế tạo giả vô nhân cấm khu tại nguyên đạo thời đại thái la đạo quân thần dị đạo quân ở thời đại nguyên đạo là cường giả sáng tạo vô nhân cấm khu thế nhưng lại bị thần khí tạo hóa thần mẫu sáng tạo tái hiện ra ngoài ngoài ra còn có chân khí cường giả nguyên khởi nguyên thiên cùng thời đại nguyên diệt chỉ hơi yếu hơn mấy người thái la một bậc trong tịch diệt kiếp thú đạo thời đại tịch diệt đạo nhân xâm nhập vô nhân cấm khu đại chiến cùng người sáng lập thế cho nên thái la thần dị đều vẫn lạc mà nay thông qua thân thể thần mẫu Hắn chuẩn bị phục sinh cho những người này Nhưng nhóm người này quá mạnh mẽ Mặc dù là tịch diệt đạo nhân Trọng luyện thần mẫu Đem thần mẫu tăng lên trình tự gần tiên thiên trí bảo Muốn tái sinh cho thế La Thế nhưng cũng cần phải có thời gian rất dài Đạo tạng đạo quân nhìn thấy cảnh này Ra đầu tê dại Đứng bất động tại chỗ Không dám ngẩng đầu nhìn lên Năng lượng trong cơ thể tịch diệt đạo nhân Thật quá kinh khủng Tuy thần mẫu có thể chế tạo ra đạo quân Thiên quân Thế nhưng tiêu phí thời gian thật dài căn bản không thể so sánh với cảnh tượng ở trước mắt ở trong tay tịch diệt đạo nhân thần mẫu biến thành một cỗ máy sinh sản đem những cường giả từng bị hủy diệt trong tay tịch diệt liên tục chế tạo không ngừng tịch diệt chế tạo những người này cũng không phải là người chân chính không phải tái hiện đại đạo của họ mà là dùng đại đạo làm chủ yếu biến thành chân khí tịch diệt âm trầm khủng bố làm người tuyệt vọng vô luận là ai gỡ lên đại kiếp nạn này ta đều phải cảm ơn hắn ta. Nhục noãn tiên vương tiên quân nổ tung. Tiếp theo, nhục noãn tiên quân lần lượt vỡ ra. Từng tiên quân, tiên quân cùng tiên vương lây nhiễm ma tính thâm trầm đứng lên khỏi nhục noãn. Bọn hắn trầm mặc không nói một lời, chỉ còn thanh âm tịch diệt quanh quẩn. Không có hắn phát động trường hạo kiếp này, ta nghĩ muốn tiêu diệt thời đại tiên đáo cơ hồ là không có khả năng. Một khi đã như vậy, ta liền làm cho trường hạo kiếp này càng thêm mãnh liệt thêm một chút. Hải Nhi Môn là nên đi ra ngoài biểu diễn sức mạnh tịch diệt của ta rồi. Oanh oanh oanh. Từng đám nhục nõa nổ tung, càng nhiều thiên quân đi ra, biến thành đại quân do tịch diệt tạo quân tạo thành. Bên trong 99 trọng thiên bí cảnh của tịch diệt, hư không chấn động, chỉ thấy vô số tịch diệt thú từ trong hư không chui ra, số lượng đông đảo khiến ra đầu người tê dại. Tịch diệt nhìn đạo tạng Thanh âm chấn động nói Đạo tạng mang theo bọn hắn Đi phá hủy thời đại tiên đạo đi thôi Viện quân của ngươi sẽ liên tục tràn tới Thậm chí đạo quân Cũng sẽ liên tục xuất thiến trợ giúp cho ngươi Tôn, tôn, tôn pháp trí Đạo tạng đứng dậy Từng thiên quân xoay người nhảy lên tịch diệt thú Mà tiên vương tiên quân đều giữ im lặng Nhảy lên tịch diệt thú Xuất lĩnh hàng ngàn yêu thú Bay ra khỏi 99 trọng thiên Bao năm nay ma giới cũng không hề bình tĩnh Cường giả ma giới trẻ sinh dũng mãnh Một lời không hợp liền vung tay giết người Các thế lực lớn liên tục thảo phạt Cạnh tranh tàn khốc Thế nhưng tiên ma nhị giới vẫn khai chiến không ngừng Mặc dù là vậy Cũng không xảy ra cuộc chiến tại quy mô như lần trước Đều chỉ là chiến dịch do thiên quân xuất lĩnh Với quy mô nhỏ mà thôi Ngày hôm nay hư không đột nhiên nổ tung Chỉ thấy hàng triệu tịch diệt thú đông đảo Theo đạo tạng đạo quân xuất lĩnh Đánh thẳng vào ma tộc thánh địa, đại quy mô cướp sạch giết hại. Vô số thần hồn bị cắn nuốt, đại lục bị cắn phệ, không còn. Thiên quân ma giới gặp phải cỗ thế lực này, thậm chí không có khí lực dãy dụa, trực tiếp bị cắn nuốt thôn phệ. Trong lúc nhất thời ma giới đại loạn, từng thánh cảnh, từng đế quốc, từng đại giáo lần lượt cầu viện, mời những vị ma giới đạo quân quy ẩn tái hiện. Từng vị đạo quân cổ xưa tái thế, đại chiến sát phạt, bao vây tiêu trừ tịch diệt đại quân song phương xây dựng sát phạt đại trận nhiều lần giao phong thế nhưng làm cho người ta bất ngờ chính là tịch diệt đại quân chẳng những không hề suy yếu ngược lại càng ngày càng mạnh thậm chí dần dần có thật nhiều đạo quân lây nhiễm chân khí tịch diệt xuất hiện giết đi vài đạo quân ma giới khiến đạo quân vẫn lạc thiên quân tử vong không biết bao nhiêu ma giới người người cảm thấy bất an ma giới dưới chứng thanh lên tiên tôn kết hợp cùng dưới chứng đế lân muốn giết chết người của đạo tạng đạo tạng chính là cường giả thần toán thời đại thiên đạo xuất quỷ nhập thần làm cho bọn họ liên tục vồ hụt trái lại thật nhiều đại giáo đế quốc cùng chư thiên bị nhỏ tận gốc từng tòa tinh vực hóa thành cho tàn hải cốt khắp nơi trên đất sinh linh tử vong nhiều không kể xiết mà phe phái đạo quân dưới trướng đại la thiên cũng có thế lực khổng lồ trong ma giới tỷ như định quang ma triều dưới trướng vạn vật đạo tổ Ma triều của nguyên bột ma quân dưới chứng kế đô Đăng hồn lĩnh của vạn trú đạo quân Ma môn đại giáo của thánh ma đạo quân Quỷ nhung đạo quân cùng lê hoa thánh mẫu Đều có thế lực trong ma giới Đều tự xây dựng thánh địa thánh cảnh Cùng chư thiên huy hoàng nhất thời trong ma giới Những thế lực này đều bị xâm chiếm Không biết bao nhiêu sinh linh chết thảm Vô luận là kế đô hay thánh ma Vạn chú đều lần lượt khởi hành Rời khỏi đại la thiên chạy về ma giới đối kháng tịch diệt đạo quân của đạo tạng xuất lĩnh mà những đạo quân khác của đại la thiên như hồng quân bỉ ngạn tịch ứng tình vạn vật linh châu vân liên đều hạ trần chuẩn bị chiến tranh trận sát kiếp vô lượng này rốt cục cũng lộ ra manh mối nguyên thủy thiên tôn tịch diệt đạo nhân nhấc lên trận hạo kiếp này ta cùng tiên tôn tính toán chu diệt hắn ta miễn làm hại tiên đạo chúng sinh ta cùng người liên thủ đạo quân của ba thế lực chúng ta đối phó với nanh vút của tịch diệt Mà ba chúng ta cùng đánh chết tịch diệt đạo nhân Trên đại la thiên đế lân nhìn sang nam nói Ta cùng tiên tôn mặc dù có thực lực đối phó với hắn Thế nhưng không thể hoàn toàn chu diệt hắn được Không thể mười phần nắm chắc được Bởi vậy muốn mời đạo hữu viện thú Nếu có tiên tôn xuất thú tương trở Chu diệt tịch diệt đạo nhân không khó khăn gì Giang Nam lên tiếng nói Tịch Diệt đạo nhân, tàn sát sinh linh, đại la thiên của ta tự nhiên không thể không quản tới rồi. Thật nhiều đạo quân dưới chứng của ta đã hạ chân chuẩn bị tiêu diệt nhất mạch của Tịch Diệt. Thế nhưng có phải do Tịch Diệt khơi dậy Tịch Diệt kiếp tiền sử phá hủy thời đại tiên đạo hay không? Bên trong chỉ sợ có vấn đề. Ta hiểu biết Tịch Diệt đại đạo chỉ sau Tịch Diệt đạo nhân, tuy hắn tinh thông Tịch Diệt đại đạo, thế nhưng còn chưa có pháp lực lớn như vậy có thể khơi lên Tịch Diệt kiếp tiền sử tới nơi này được huống hồ hắn chưa từng trải qua nguyên đáo nguyên khởi nguyên thiên thời đại làm sao có khả năng khơi dậy tịch diệt kiếp những thời đại đó được đấy chậm trễ thời gian càng dài thực lực tịch diệt càng mạnh càng khó đối phó hơn nếu 22 tịch diệt kiếp tiền sử tràn tới căn bản là không có khả năng diệt trừ hắn được rồi thanh liên tiên tôn quả quyết nói nguyên thủy thiên tôn chúng ta chỉ đến hỏi ngươi có ra tay hay không thật sự không yêu cầu ngươi liên thủ với chúng ta Nhất định phải diệt tịch giết Chỉ cần ngươi đừng phá rối là được Giang Nam khẽ nhíu mày không vui nói Tiêu diệt tịch giết là hành động đại nghĩa Trăm lợi không hại Ta tại sao lại ngăn trở hai vị đây Nhưng ta chỉ muốn nói Hắn không phải là người gỡ lên tịch diệt kiếp này Nhất định phải là một người khác hoàn toàn kia Tiêu diệt tịch diệt đương nhiên là không có hại chỉ cần ngươi đừng thêm phiền Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ Thanh liên đứng dậy nói Việc này không nên chậm trễ Đế lần ta cùng ngươi đi chu diệt hắn Luyện hắn thành cho bụi Chỉ cần diệt được hắn 22 kiếp ba tiền sứ sẽ quay trở về Chắc không nguy hại tới tiên giới Đế lân do dự đứng dậy nói nếu thiên tôn không muốn ra tay Như vậy trợ giúp chúng ta ngăn cản vô cực thiên tôn Cùng đạo không thiên tôn Miễn cho hai người họ nhân cơ hội đánh lén chúng ta Giang Nam đứng dậy nói Ta cũng tính toán đi xem đạo quân điện một phen Đứng ở nơi giao tiếp thời gian cùng không gian Nhìn xem trường hạo kiếp lần này Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nếu vô cực cùng đạo không ra tay Với các ngươi Ta tự nhiên sẽ ngăn trở bọn hắn Hàng ngàn tinh hệ Tinh vực ma giới vũ trụ Bị tịch diệt đại quân cắn nuốt từng tòa thánh địa chư thiên biến thành tuyệt cảnh thiên nhân ngũ suy không còn thân ảnh ngoại trừ tịch diệt thú những sinh linh khác căn bản không thể sinh tồn trước mắt náo động còn chưa lớn đối với ma giới vũ trụ mà nói chính là một góc băng sơn thế nhưng tịch diệt đại quân là tiên quân tiên vương thiên quân đạo quân kết hợp số lượng cực lớn càng ngày càng nhiều theo thời gian trôi qua chỉ sợ náo động sẽ càng ngày càng lớn Đinh linh đạo mẫu giáo chủ cùng phục ly giáo chủ tập kết tại quân đón đánh, lại phân người đi mời thật nhiều đạo quân rời núi. Bởi vậy, Đinh Linh cùng Phục Ly đi mời người chỉ phải lựa chọn những người ở gần nhất. Thế nhưng mặc dù là vậy, cỗ thế lực của họ cũng không tầm thường. Hơn 50 đạo quân, hơn 2.000 thiên quân, tiên quân, tiên vương càng vô số kể. Tế Đô, Nguyệt Bột, Định Quang, Thánh Ma, Vạn Chú, Lê Hoa, Quỷ Nhung đã bắt đầu tập kết lại, điều động đại quân đánh về phía đại quân tịch diệt trên nửa đường bọn họ tụ lại cùng đại quân của đinh linh và phục ly chỉ thấy ở phía đối diện đạo quân san sát đều tự xuất lĩnh một chi đại quân các đạo quân muôn hình vạn trạng cường giả tập hợp thiên quân nhiều vô số kể kế đô không khỏi cảm khái nói thế lực của thanh niên tiên tôn thật sự là khủng bố mà chỉ vài tháng thời gian ngắn ngủi đã có thể điều động quân đội khổng lồ như vậy so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều Bên bọn họ đều là thế lực ma giới vũ trụ Chỉ có hơn 10 đạo quân Thiên quân trên dưới 100 người Quân lực càng không hùng hậu bằng đinh linh cùng phục ly Nếu chúng ta đã ba lộ lên quân Chi bằng bầu ra một người đầu lĩnh Nếu không đánh loạn khắp nơi Sẽ chỉ bị đánh bại từng nhóm mà thôi Phục ly giáo chủ đề nghị Đinh linh đạo mẫu là thần thánh nhờ vào số mệnh công đức mà sinh ra Tinh thông thần toán Mờ nam đầu lĩnh quyết đấu cùng đạo táng nhóm người kế đô đều gật đầu đồng ý nói đạo táng chính là cường giả thần toán tinh thông thiên đạo đạo diêu không người nào có thể so sánh được chỉ bằng dùng vào thần toán khắc chế thần toán mới có thể thủ thắng được đinh linh cũng không từ chối tập hợp ba lộ đạo quân bao vây tiếu trừ đạo tàng nhưng đạo tàng cũng không tầm thường một thân tu vi thông thiên triệt địa thần toán kinh người đã biết các lộ đại quân muốn tiến hành đã kích hắn liền xé nhỏ quân lực đem tịch diệt thú cùng tiên vương, tiên quân, thiên quân giao cho một đạo quân do tịch diệt đạo nhân chế tạo nắm giữ, phân hóa thành từng nhánh quân đội. Các lộ tịch diệt đại quân tránh né chủ lực ba liên quân phóng ra mọi nơi, sau khi bình định một mảnh tinh vực liền rời đi, chỉ lưu lại một mảnh hoang tàn tràn ngập chân khí tịch diệt, không còn sinh linh nào sống sót. Nhóm người đinh linh phục ly đều chặn đánh được vài chi đại quân, thế nhưng sau tính toán lại thánh địa cùng chư thiên thế lực của mình bị giết tổn thất nặng nề đinh linh nhìn chằm chằm đạo tạng mà chiến hai cường giả thần toán giao phong đinh linh không chiếm được tiện nghi bị đạo tạng liên tục đào thoát được mà ba phương liên quân không ngừng bị cắt xén dù sao thánh địa chư thiên bị tiêu diệt đều là dưới chứng bọn họ mà người chết cũng là thủ hạ của họ thánh ma lên tiếng nói kế đồ ma tổ trình độ thần toán của đinh linh không bằng đạo tạng Nàng lại chỉ lo truy kích hắn ta Nếu còn tiếp tục như vậy Chỉ sợ thực lực của chúng ta trong ma giới Đều bị nhổ tận gốc mất thôi Căn cơ không còn xuất lại chút gì Kế đô gật đầu nói Đúng vậy Ai cùng ta đi tiên giới Mời quỷ bà thiên tới đây Đệ tử sẽ đi Nguyệt bột nữ quân vội vàng cười nói Nàng cũng là đạo quân Nhưng do kế đô bồi dưỡng nuôi lớn Bởi vậy khi nói chuyện vẫn tự xưng đệ tử Người đi mời quỷ bà thiên Sẽ không tránh khỏi bị đạo táng tính kế Đạo táng thần toán tuyệt thay Ngay cả đinh linh cũng không làm gì được Hắn nhất định nửa đường sẽ chặn giết ngươi Kế đô trầm ngâm một thoáng Lấy ra hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ Giao cho nàng nói Tịch diệt đại đáo là khắc tinh toàn bộ đại đáo Giao thủ cùng người của tịch diệt đại đáo Dù cho tu vi ngang nhau Cuối cùng vẫn sẽ bại vong trong tay của đối phương Thực lực của ngươi không kém thế nhưng còn chưa đủ chạy thoát sự đuổi giết của đạo táng. Đạo độ này của ta trải qua hơn 1 tỷ năm tế luyện, cách đây không lâu lại được phụ thần truyền thụ, Rốt cục cũng luyện thành linh báo. Người hãy mang theo, đạo táng không giết được người đâu. Sắc mặt của Nguyệt Bột ngưng trọng, thu lấy sát đạo đồ, lập tức chạy đi tiên giới. Hơn 10 ngày sau, quả nhiên trong hư không chuyển ra chân khí thối giữa, xuất hiện năm tịch diệt đạo quân, chính là đạo quân tiền sử mà tịch diệt đạo nhân chế tạo hướng nàng giết tới. Nguyệt Bột dùng sắt tạo đồ giết ra trùng vây, không ngờ lại rơi vào trong mai phục khác, bị mấy tịch diệt đạo quân xuất lĩnh mấy ngàn vạn tịch diệt thú cùng cường giả vây công. Nguyệt Bột toàn lực thúc dục sắt tạo đồ, may mắn giết ra trùng vây được, kết quả lại bị chi đại quân ngăn lại. Nguyệt Bột hợp đánh một trận tử chiến, bị trọng thương, cơ hồ chết trong đại quân. May mắn kế đô xa xa thúc dục sắt tạo đồ trợ giúp cho nàng đột phá một tòa sắt trận liên tục ba lượt chặn giết làm nguyệt bột mỏi mệt đến không chịu nổi hơn nữa còn bị thương nặng nhìn thấy đã sắp tới tiên giới đột nhiên phía trước tinh kỳ tung bay lại có một chi đại quân xuất hiện nguyệt bột không khỏi tuyệt vọng mạng ta vậy là xong rồi là sát nữ đế chúng ta phụng mệnh quỷ bà bà ở đây chở ngươi đã lâu rồi một đạo quân từ trong đội ngũ đi ra cười nói không nghĩ tới đạo hữu quả nhiên chạy về hướng bên này Nguyệt Bột đang định tiến lên sắt đậu đồ, nhìn thấy người quen không khỏi mừng rỡ. "Nguyên Lai, là đạo càn đạo hữu, Quỷ Bà Bà cho các ngươi chờ ta ở đây hay sao?" Đạo Càn là sinh linh đại tân sinh chứng đạo, cùng vai vế với Nguyệt Bột, hai người từng gặp mặt nhau tại Đại La Thiên. Đạo Càn vội vàng đón Nguyệt Bột đi vào nói: "Quỷ Bà Bà thần toán đã tính rằng người sẽ tới, lệnh cho chúng ta tới nghênh đón ngươi." Thiên quân thiên quân dưới chứng của hắn đông đảo Binh nhiều tướng mạnh Thật nhiều tướng sĩ Chứng kiến dung mạo của Nguyệt Bột thất hồn lạc phách Nhìn chăm chăm vào nàng không rời ánh mắt Đạo Càn thu quân về chiều Chờ khi đi vào tiên đình của Vân Liên Chỉ thấy quần tiên tập hợp Cả triều văn võ đều đủ mặt Mọi người phân nhau ngồi xuống Mọi người nhìn thấy hình dáng của Nguyệt Bột Đều thất thần thầm khen một tiếng Nguyệt Bột gặp qua Vân Liên Hai nữ đế đều là đạo quân Nguyệt Bột cảm ơn quỷ bà Thiên nói Sư tôn kế đô Cần cầu bà bà tương trợ Quỷ bà thiên cười hang hắc nói Một mình lão thân Đi đối phó với đạo táng Chỉ tạm tạm mà thôi Muốn nắm chắc chi bằng Đi mời cản khôn tiểu tử Trong lòng nguyệt bột chấn động Vội vàng nói Là là tiềm long quân sư Di chứng nguyên thủy thiên tôn Năm xưa đó sao Quỷ bà thiên gật đầu nói Lão tiểu tử đó Mỗi ngày đều đều cùng biển ngạn nương nương ân nái luyến tiếc rời núi chi bằng nữ quân đi cùng ta tới thỉnh hắn thì hơn việc này không nên chậm trễ mời bà bà mau chóng khởi hành cho qua không lâu nguyệt bột mang theo quỷ bà thiên đi tới thánh cảnh của biển ngạn nương nương biển ngạn tự mình tiếp đãi cười nói bà bà vì sao lại đến đây ta đến mượn nam nhân của nương nương dùng một chút đấy quỷ bà thiên cười nói sắc mặt nguyệt bột cổ quái Bị ngạn cũng biết quỷ bà thiên nói chuyện không hề e dè nàng cười nói thì ra là vậy lão gia nhà ta đang nghe khuyển tử rằng đạo ta gọi hắn đi ra là được rồi nguyệt bột khó hiểu hỏi lão gia nghe đứa con rằng đạo đây là đạo lý gì vậy quỷ bà thiên thấp giọng nói Cản khôn lão tổ vẫn là tiên quân Mà con của hắn là vũ uyên đạo quân một ngón tay là có thể giết chết hắn rồi làm lão tử mà bổn sự tệ hại tự nhiên phải nghe đứa con giảng đạo rồi đang nói chuyện càn khôn lão tổ đi tới quỷ bà thiên cười nói nguyên thủy đại lão gia mệnh ta và ngươi đi mà giới trợ giúp cho kế đô ma tổ một tay trong lòng nguyệt bột kinh ngạc càn khôn lão tổ cười nói nguyên lai là thiên tôn lão gia mệnh lệnh Ta không dám không theo Nhanh chóng đi thôi Trong lòng Nguyệt Bột càng thêm kinh ngạc Đợi khi đi tới ma giới Rút cục không kiềm nén được liền hỏi Quỷ bà Thiên chuyển âm nói Lão tiểu tử này thật lười biếng Nếu người nói là kế đô đi thỉnh hắn Hắn khẳng định không chịu rời núi đâu Chỉ bằng lấy nguyên thủy đại lão ra Mới có thể mời được hắn ta Qua hơn 10 ngày Nhóm người kế đô nhìn thấy Nguyệt Bột Mang theo quỷ bà Thiên Cùng càng khôn lão tổ chạy về không khỏi mừng rỡ lúc này giao hết binh quyền cho càn khôn nói có hai vị ở đây ta rút cục có thể giảm đi tâm lực ta cùng ngươi đi gặp phục ly với đinh linh đạo mẫu vậy đinh linh nhìn thấy quỷ bà thiên trong lòng cả kinh nói bà bà có thủ đoạn nào có thể đối phó với đạo tạng hay không quỷ bà thiên cười hăng hắc nói đạo tạng tiểu tứ thần toán còn kém hơn lão thân một bậc thần toán của hắn tính ra thất trọng bày ra thất trọng tuyệt sát nếu như ma kha không chết đi lên thủ với hắn có thể tính ra được bát trọng mà lão thân có thể tính ra cửu trọng lần này lại có quân sư tương trợ nhất định sẽ làm cho đạo táng chạy không thoát được đâu trong thần toán có thất trọng bát trọng kiểu cửu trọng là thần toán thế nào vậy phục ly hỏi thần toán thất trọng bát trọng chủ yếu tính ra hết thấy những chuyện xảy ra trong kế hoạch của mình chạy không thoát được quỷ bà thiên cười nói nhưng còn có một tuyến sinh cơ có thể đào thoát ra ngoài mà cửu trọng là thiên sát cơ tẩu long xà sát khí cùng nhau không có con đường sống được cho dù đạo quân rơi vào tính kế cũng phải thân tử đạo tiêu lão thân không sát sinh chỉ cùng đạo tạng đấu một trận có bắt giữ được hắn hay không phải xem bản lĩnh của các ngươi thôi Đinh Linh trầm mặc nói Hết thấy đều nghe bà bà phân phó Mà vào lúc này trên Đại La Thiên Giang Nam đứng dậy cất bước đi ra khỏi không trung Đại La Thiên theo hắn mà động Cả Đại La Thiên lập tức hóa thành bảo kiếm Dắt bên hông của hắn Giang Nam đi vào tận sâu trong thời không Dọc theo thời gian đi qua Không bao lâu đi tới cuối thời gian không gian Bên ngoài đạo quân điện Trước đạo quân điện Một nữ tử phong hoa tuyệt đại Đứng nơi đó Ánh mắt dừng trên người của hắn Trong nhé mắt tràn ngập vô số năm tháng nhu tình Bệ hạ Người đã trở lại Thiên phi đạo tôn Lần đầu tiên lộ ra tươi cười Nơi chung kết không gian cùng thời gian Giống như lập tức sáng rỡ lên vậy Trong mắt nàng sưng mở minh mông Nhìn thấy giang nam như mộng ảo đi tới Giống như năm xưa nhìn theo bóng lưng Vị hoàng đế kia rời đi Chỉ cảm thấy bao nhiêu năm chờ đợi Rút cục cũng có hồi báo Bệ hạ người đã trở lại nàng nhẹ giọng nói giang nam đi tới cạnh nàng trên mặt lộ ra mỉm cười nhẹ giọng nói um, ta đã trở về thiên phi thân thể mềm mại của thiên phi run rẩy thân hình cảm giác vô lực chậm rãi ngồi xuống tay đặt trên đầu gối nước mắt tràn ra một câu này nàng đã chờ đợi quá lâu hơn trăm tỷ năm chờ đợi trước đạo quân điện chỉ vì lời hứa hẹn ta sẽ trở lại ngày trước sắc mặt giang nam bình tĩnh không hề dao động thế nhưng trong lòng bốn bề sóng dậy khi hết thảy đều bị phá hủy trong tịch diệt kiếp trung cực cuối cùng hắn gặp đế giang giang thái khư đã đáp ứng đối phương muốn cho thiên phi đạo tôn phải sống sót thật tốt câu nói vừa rồi chính là vì tạo cho thiên phi lý do sống sót giang thái khư phong hoa tuyệt đại cũng không còn sống để trở về giang nam đứng trước đạo quân điện nhìn về thời gian quá khứ không khỏi động dung hắn thấy được kiếp ba cuồn cuộn từ thời đại nguyên đạo tới thời đại chú đạo đang ầm ầm lao tới cảnh tượng này vô cùng bao la hùng vĩ kiếp ba phá hủy vô số thời đại lại bị một loại lực lượng quỷ dị gợi lên hướng thời đại tiên đạo tràn tới sau đó hắn nhìn thấy vô cực đạo trác xuyên qua bên trong thời gian thì ra là vậy ta đã hiểu được rồi giang nam ngây ra lập tức tình ngộ lẩm bẩm nói tự gây nghiết không thể sống được Đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến, từng đạo quân trong điện nối đuôi nhau đi xa. Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn bước ra đạo quân điện. Vô Cực sung sướng cười nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái gì mà tự gây nghiệp không thể sống được đây? Hay là Thiên Tôn đang nói chính mình gây nghiệp chướng, xâm nhập đạo quân điện, chui đầu vào lưới hay sao?" Giang Nam xoay người, ánh mắt đảo qua trên mặt Vô Cực Thiên Tôn, lại dừng trên mặt Đạo Không Thiên Tôn, hắn lạnh nhạt nói: Ta vốn cho rằng là tịch diệt gợi lên kiếp số lần này Sau lại suy nghĩ tịch diệt không có thực lực như vậy Có thể đem cả kiếp ba của nguyên đáo cũng hấp dẫn tới đây Bởi vậy muốn tới đạo quân điện xem qua một chút xem Không nghĩ tới quả nhiên là vô cực thiên tôn gây nghiệp chướng gợi lên kiếp ba Phá hủy thời đại tiên đáo Vô cực thiên tôn hành động lần này của ngươi chẳng những phá hủy thời đại tiên đáo Cũng đem cả đạo quân điện phá hủy đi Ngay cả ngươi cũng không sống sót được Chẳng phải là tự gây nghiệt Không thể sống được hay sao Vô cực thiên tôn cười ha ha Tự phụ nói Nguyên thủy thiên tôn Uy lực đạo chắc của ta Người không thể tưởng tượng Hơn nữa kiếp số này Ta thu phát do tâm Chỉ cần phá hủy tiên đạo thể đại Ta liền thúc tục đạo chắc Đem 22 kiếp 3 đuổi về tiên sứ Căn bán sẽ không làm ảnh hưởng tới đạo quân điển <laughs> Ngô xuân tự đại Cho rằng mình là trung tâm có thể thao tác kết thể hay sao? Giang Nam bình tĩnh nói vô cực sau tịch diệt kiếp trung cực ta gặp được thi thể hoặc là di tích của đế và tôn đạo không cùng đám người lão thọ tứ chỉ riêng chưa gặp qua thi thể của ngươi có thể thấy được ngay trước khi tịch diệt kiếp bùng nổ người đã chết rồi người cho rằng mình nắm trong tay hết thấy không biết mình mới là kẻ chết nhanh nhất hay sao? Vô cực thiên tôn như mày nói người người đang nói bậy bạ bà cái gì vậy giang nam nhìn đạo không thiên tôn lộ ra vẻ châm trọng lạnh nhạt nói đạo không đạo hữu đạo quân điện đã khó bảo toàn tiếp qua một lát nữa thôi các người sẽ phát hiện ra tòa thánh điện này không còn sừng sững tại cuối thời gian không gian mà sẽ cùng thời đại tiên đạo dung hòa với nhau